Các pháp thì vẫn như vậy thôi, nhưng mà không có sự hiểu biết về chúng. Nên là chúng ta còn chạy đi tìm kiếm tất cả mọi thứ để hầu mong đạt được một cái điều gì đó, nhưng mà đó là sai lầm lớn nhất của người tu, một sự sai lầm trầm trọng. Do vậy Đức Phật không tán thán cái người chỉ an trú vào trong thiền định, mà giáo pháp này cần phải có trí tuệ để thấy sắc la hiện tại. Vì mỗi một khoảnh khắc chúng sanh lên chỉ duy nhất ở nơi đó và chúng diệt đi hoàn toàn trong vòng sanh tử luân hồi. Cũng như vậy, những khoảnh khắc của thấy nghe ngửi ngày hôm qua, chúng đã kết thúc với duyên của chúng rồi, không còn tồn tại ở đâu nữa cả. Và khoảnh khắc này lại là những cái khoảnh khắc được tiếp nối. Và rồi chúng cũng chỉ sanh khởi một lần duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi. Cũng như thân thể của chúng ta kiếp trước đã tan rã, đã vô thường, đã hủy hoại, đã hoàn toàn mất dấu và không còn tìm đâu nữa. Cũng như cái nghe, cái thấy của ngày hôm qua hay từ sáng đến giờ, chúng đã hoàn toàn diệt đi rồi. Không còn có ai ở đó để mà tìm cầu. Và chỉ có khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc duy nhất. Để cho chúng ta chiêm nghiệm, thấy ra được cái sự vô thường của các pháp. Rằng thế giới này thật sự không có một con người nào, và chúng chỉ là các cái thực tại do duyên khởi và rồi biến mất đi hoàn toàn. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng là phát triển hiểu biết về khoảnh khắc này là điều khó nhất trong lời dạy của Đức Phật. Và thường thì chúng ta đi tìm một cái gì đó để chúng ta muốn an trú, muốn đạt được một cái điều gì đó. Đó là một cái sự sai lầm vô cùng lớn. Mà giáo pháp này Đức Phật dạy về chánh tri kiến là hiểu ra khi mà pháp đang sanh khởi. Và bây giờ đây cũng chỉ là các pháp mà thôi. Không có một ai, một con người nào ở đây. Không có ai có thể thay đổi được các pháp. Và cái thấy thì lại thấy, cái nghe lại nghe, cái ngửi lại ngửi, cái nếm lại nếm, cái xúc chạm lại xúc chạm. Các cái đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh tùy theo nhân duyên mà những cái đối tượng đó in dấu vào nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta. Và tất cả những thứ này chúng đều là các cái thực tại khác nhau, do duyên khởi khác nhau. Và nó cũng chính là uẩn, là xứ, là giới, là đế, là pháp duyên sanh, và cũng là duyên cho cái sự hiểu biết và chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì pháp đã có mặt ở khắp mọi nơi khi chúng sanh khởi. Như vậy chúng ta không cần phải đi đến đâu để tìm cầu pháp ở đâu cả, mà ngay chính khoảnh khắc này đó chính là pháp. Cái thấy là một pháp, cái nghe là một pháp khác, cái thấy là một thế giới. Khi cái thấy sanh khởi thì thế giới sanh khởi, và rồi cái thấy diệt đi, đó là thế giới đó diệt đi. Không có con người nào ở trong cái thấy, không có đàn ông đàn bà nào ở trong cái thấy, và cũng không có đàn ông đàn bà nào ở trong cái được thấy cả.
Trong cái được thấy chỉ là một thực tại vô tri vô giác, và cái thấy là một thực tại kinh nghiệm cái được thấy. Và cái được thấy này không phải là cái được thấy của khoảnh khắc trước. Hai đối tượng đã hoàn toàn khác nhau. Do vậy, đó chính là pháp bảo, đó chính là thực tại, đó chính là chân đế mà chúng ta đã không có nghe diệu pháp kỹ càng và đã hiểu chúng một cách sai lầm và luôn luôn nhớ tưởng đây là người này, đây là người kia và đây là tôi thấy, mà không hiểu được rằng là chỉ có cái thấy và cái được thấy, cái nghe và cái được nghe, chỉ có pháp nghe chứ không có tôi nghe. Rồi ngửi nếm xúc chạm cũng vậy. Vậy tất cả pháp nó đang hiện giờ hiện khởi ở đây. Nếu như mà thực tại này ngày nào nó cũng có, khoảnh khắc nào cũng có mà chúng ta không hiểu, thì có cái cách nào để cho chúng ta tìm đi đâu đó để hiểu được không? Chắc chắn là không. Không thể được. Như vậy thì chúng ta cần phải nghe diệu pháp một cách đúng đắn. Và chỉ có con đường này duy nhất. Và dần chúng ta tiệm cận với những khoảnh khắc hiện tại trong đời sống hàng ngày càng sát sao. Gọi là quan sát đó. Quan sát thế nè. Cái mà nó hiện khởi ở ngay. Ngay đây và bây giờ. Như vậy chỉ có cái bây giờ. Và rồi lại có cái bây giờ nữa. Và rồi lại tiếp tục có cái bây giờ nữa. Và nếu không hiểu thì chúng lại diệt đi và vô minh lại được tăng trưởng. Còn nếu được hiểu thì dần dần minh sanh và vô minh diệt. Thì minh sanh nó diệt đi cái ảo tưởng về ngã. Chứ còn bản chất pháp của nó thì được hiển lộ với cái trạng thái vô thường, khổ hoặc vô ngã. Đó là điều mà chúng ta cần phải luôn luôn quay về với khoảnh khắc này. Dầu nó có hàng muôn triệu lần, hàng muôn ngàn lần, chúng ta, đó là sự tinh tấn, đó là sự kham nhẫn của ba năm mật. Và chúng ta phải luôn luôn có cái sự chân thật đó, có cái sự can đảm đó, là luôn luôn phải nhắc nhở rằng bây giờ là pháp, và luôn luôn hãy quay về khoảnh khắc này. Dầu nó mất bao nhiêu ngàn kiếp đi chăng nữa, thì chỉ có một cái điều duy nhất đó mà thôi. Còn khoảnh khắc này không được tiệm cận dần thì không có con đường nào để giác ngộ hết. Và thế giới thật là rỗng không. Tất cả chúng ta mê đắm chỉ là đất, nước, lửa, gió. Chúng ta sợ hãi cũng sợ hãi đất, nước, lửa, gió, màu mùi vị và các âm thanh. Và chúng ta xả ly giải thoát thì cũng thoát ly khỏi đất nước lửa gió mà thôi. Ví dụ như những bức tượng Phật ở trong chùa chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió. Và chúng ta hình tượng lên đây là Đức Phật. Và tâm của chúng ta cầu xin van vái, đó cũng là một điều sợ hãi. Rồi là những cái hình tượng mà chúng ta đắp lên đây ông thần tài và Quan Âm, vân vân. Rồi tất cả những cái hình gọi là con người đi ngang qua, tất cả những cái điều đó đều là sắc vô tri, in dấu qua mắt, âm thanh in dấu qua tai. Và tâm trí của chúng ta đã bị đánh lừa bởi các cái ảo ảnh đó. Và chúng ta suy nghĩ về ảo ảnh đó và cho cái ảo ảnh đó, cho cái đất nước lửa gió đó. Chúng ta dựng lên những cái hình hài, những cái câu chuyện nơi tâm trí của mình mà thôi. Và thế giới này chỉ có hai thực tại. Đó là thực tại kinh nghiệm đối tượng và thực tại không kinh nghiệm đối tượng. Chấm và hết, không còn gì nữa cả.
Cuộc sống này rồi cũng sẽ qua đi, và rồi sự tiếp nối lại đến, cũng chẳng khác gì ngày mai cũng vậy. Chúng ta nghĩ rằng là tôi chết, nhưng mà thực tế thì chỉ có từng khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm, của tham, của sân, của si, của quả, của nghiệp, của phiền não. Không có một ai ở trong bất cứ đâu cả, mà chỉ có tính chất duyên sanh của các pháp hiện khởi, và chúng vô thường mãi mãi, không bao giờ quay trở lại. Và hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ số 159. Chúng con xin lãnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang afivademi svakhato phagavata thammo thammang namassami supatipanno phagavato savaka sangho sangkhang namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Đấng Thế Tôn, Bậc Toàn Tri Diệu Giác. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ có những ai có duyên lành, có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo diệu pháp, người ấy chắc chắn sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài thật là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành nơi tâm, và nhất là có duyên lành thành tựu ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh bảo. Phước lành này phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Nga Tu La, Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong cho tất cả quý vị luôn được sự an lạc, tấn hóa và thấy được diệu pháp. Phước lành này con cũng nguyện là nhân là duyên thành tựu các ba la mật và chứng đắc thánh đạo thánh quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp này. Dạ, hôm nay chúng ta học, hôm nay thì chúng con điềm khuyết cái bài kệ này cho đại đức Minh Mẫn. Hôm nay đại đức Minh Mẫn bận để xây ra hôm sáng ngày sư huynh Tịnh Đạt có gọi điện. Và bây giờ thì chúng ta học bài kệ số 159 này. Và quý vị hãy luôn luôn nhớ rằng bây giờ mới là pháp, còn tất cả những cái gì đã là quá khứ, không còn cái đó, không thể được hiểu nữa. Và trí tuệ thì nó chỉ hiểu cái thực tại mà thôi. Trí tuệ thì nó không có, trí tuệ của Bát Chánh Đạo thì nó không có hiểu về khái niệm. Luôn luôn nhớ như vậy. Do vậy thì chúng ta cần phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Cái từ hôm nay con xin đọc một lần là Atta Nanche Tatha Kariya Yathanya Manusa Sati Sudanto Vata Dhammetha Attahi Kira Đút Đạt Mù. Nghĩa của việc, nghĩa việc văn xuôi ngày dịch là nếu chỉ dạy người khác như thế nào thì lên thực hành đối với bản thân như vậy. Ở đây mà nếu chỉ dạy ở đây thì chúng ta phải biết là đây tức là cái con đường chánh đạo, nói về các cái vị tỳ kheo mà Đức Phật dạy hay đến người cư sĩ. Thì thứ nhất là vị tỳ kheo hay người cư sĩ giảng giáo pháp của Đức Phật á, là phải có đức hạnh, phải có giới, có định, có tuệ, phải có thu thúc lục căn,
phải có chi kiến rõ ràng, rành mạch về năm uẩn, về bốn đế, về 12 xứ, về 18 giới. Ở trong khi đó, trong đời sống của mình, nó phải thanh bạch, đối ở trong chùa phải thanh bạch đối với tất cả chư tăng. Phải có giới hạn. Mình cầm cái điếu thuốc, mình hút phà phà, mình nên mình dạy thiền, mình nói về chánh niệm tỉnh giác, điều đó không ai chấp nhận được hết. Đó là chỉ là một hành động nhỏ thôi. Hay là mình dùng những cái xe nhiều tỷ, mình tự lái để mình nói rằng, mình nói rằng các vị, mình nên mình nói các vị sư không nên chạy xe máy, xe Honda. Lời nói của mình như vậy, mình tự đạp đổ chính mình và mình không xứng đáng là con của Đức Phật. Và kinh sách mình tạo ra, mình buôn bán, rồi lên mình dạy pháp, rồi mình lấy những cái ngôn từ đó mình chép vào kinh, mình buôn bán, bán cho người này người kia. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là một sự trơ trẽn và không thể chấp nhận được. Và một vị tỳ kheo, thì chúng ta biết là mỗi khi mình giảng dạy diệu pháp của Đức Phật thì mình phải là cái người phải đi trên cái con đường pháp học và pháp hành, phải luôn luôn trau dồi. Và nếu mình có lỡ sai phạm, mình phải biết sám hối và mình phải biết đây là cái tội lỗi, đây là cái sự nguy hại cho chánh pháp. Và dầu mình có dạy hay, dạy giỏi đến bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà cái điều này nó nói lên rằng là không thể, giáo pháp này sẽ không tồn tại như vậy được, sẽ bị hủy diệt. Niềm tin của những người học đạo lâu năm người ta sẽ bớt đi, và người mới đến thì người ta sẽ chán và người ta thấy rằng là ôi, những vị tỳ kheo, những người nói pháp như vậy sao? Họ nói rằng gia giả hàng bao nhiêu ngàn người nói về đủ thí, bố thí, xả ly, rồi họ nói về nhiều lắm, chút nữa họ cầm cái loa rồi họ nói nay tạc tượng cúng chùa này là 500 triệu, 1 tỷ, sư làm cái này, cái kia, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó đều ảnh hưởng tới diệu pháp của Đức Phật hết. Tại sao một vị tỳ kheo lại không nói cho người cư sĩ biết rằng công việc của người cư sĩ và mình nói cho họ? Thì giáo pháp của Đức Phật nó không biến mất đi từ đâu cả, phải không? Mà Đức Phật đã nói rất là rõ rồi, là không ai hủy hoại cái chánh pháp này cả, mà chỉ có những người học thuật uyên bác ở trong giáo pháp của Đức Phật này mà không có cái sự hành trì và từ đó thì giáo pháp đã biến mất chứ không phải là cái gì khác cả. Và ở đây thì không có ai để chúng ta phải
sợ hãi về cái gì cả, mà tất cả các pháp nó đã biểu hiện như vậy. Và dầu là các pháp đó đã theo duyên của nó, để bạn có nói cỡ nào chăng nữa thì nó cũng như vậy mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói đến diệu pháp thì chúng ta phải là những người nói chân chánh. Và chúng ta biết rằng là dạy người khác trong giáo pháp của Đức Phật là điều vô cùng khó. Nên là chúng tôi chỉ là những người chia sẻ một chút hiểu biết thôi. Do vậy câu kệ này Đức Phật nói, nếu chỉ dạy người khác như thế nào thì hãy lên thực hành đối với bản thân như vậy. Như vậy ở đây là sao? Là một người chỉ dạy người khác về giới, về định, về tri kiến, nhưng mà ta lại không học, không hành, thì nó không có, nó sẽ bị phá vỡ, nó sẽ bị phá vỡ. Và chúng ta biết rằng giáo pháp của Đức Phật thấy bình thường, người ta cứ nghĩ là dễ. Nhưng mà dễ theo cái kiểu mà thuyết về, ví dụ chúng ta nói bố thí kiếp sau được an vui hay là tinh thần nhân quả, chúng ta nói rằng ôi đời này nó là nhân quả, thế là ai cũng theo. Nhưng mà có hiểu nhân quả là gì đâu, nhân là gì, quả là gì, người ta không biết. Về nhân nó chỗ ở đâu, quả chỗ ở đâu cũng không biết, thì điều đó không được. Khi bạn nói đến nhân quả thì bạn phải hiểu nhân quả ở đâu và nhân như thế nào, quả như thế nào. Nhân là một loại tâm mà quả cũng chỉ là một loại tâm mà thôi. Sắc thì không thể nào là nhân là quả được, phải không? Nó phải rất là rõ ràng. Nhưng mà sắc thì nó có thể biểu hiện cho tính nhân quả của nó. Ví dụ như là một cái sắc của con người, mắt tai mũi lưỡi, cái sắc này nó đẹp, nó tươi nhuận, thì nó cũng biểu hiện cho một cái nghiệp, chính cái nghiệp đó là nhân. Như vậy thì chúng ta cần phải hết sức là kham nhẫn học hiểu giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta phải bỏ đi tất cả mọi cái chấp thủ đối với người này, người kia, mà chúng ta cần phải suy xét về các pháp. Và luôn luôn kính trọng các bậc hiền trí. Nhưng mà chúng ta không nên dựa dẫm vào đó, mà chúng ta phải luôn luôn suy xét thử xem. Và cái người nào thuyết pháp mà làm cho chúng ta ly tham, mà thấy ra được pháp hiện tại trong đời sống hàng ngày, thì chắc chắn pháp này là lời Đức Phật giảng. Bất kỳ đó là ai, là người nào. Và chắc chắn một điều, cái người nào học hiểu đúng về lời giáo pháp của Đức Phật, người đó chắc chắn sẽ tốt lên, và không sớm thì muộn sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi, không thể nào khác được. Bởi vì diệu pháp là như vậy, trí tuệ là như vậy, bản chất của trí tuệ là giải thoát, kết thúc. Còn vô minh thì nó không kết thúc cái gì cả. Đức Phật dạy nếu chỉ dạy người khác như thế nào thì lên thực hành đối với bản thân là như vậy. Khi mà chúng ta thuốc chúng ta hút hay nè chúng ta này kia, chúng ta lên, chúng ta
dạy về chánh niệm tỉnh giác, điều đó là nó nguy hại lắm quý vị. Chánh niệm tỉnh giác đâu có phải là chúng ta nghĩ chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác này đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết nằm, con nha, con gái tỉnh giác nha. Thế thì con chim con giết nó đều rất là tỉnh giác, nó biết, nó bay xa như vậy nó vẫn biết tổ nó ở đâu, nó biết 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 ăn cái gì nha. Phải vậy, phải vậy. Nó như chúng ta nghĩ. Mà một khi đã là trí tuệ thực sự thì sao vậy? Thì nó vung bồi cho đức hạnh, chứ nó không thể, không thể nào một người có trí tuệ này này không có đức hạnh được cả. Thì nếu mà chỉ dạy người khác như thế nào thì hãy lên thực hành như vậy. Quả vậy, cái người đã khéo được thuần phục thì có thể thuần phục kẻ khác. Chỉ cần chúng ta chân thật với chính mình thôi cũng đã đủ dạy kẻ khác rồi. Nhưng mà có khi nào chúng ta chân thật với chính mình được không? Nghe thì có vẻ rất là dễ phải không? Nhưng mà phiền não luôn luôn đẩy cho chúng ta ra khỏi cái bến bờ này. Nhớ như vậy. Bởi vì bản thân dĩ nhiên là rất là khó thuần phục. Vậy chúng ta rất khó nhiếp phục những cái phiền não, những cái tập khí, thói quen của mình. Thói quen của mình. Như vậy Đức Phật dạy mà muốn làm cho người khác tốt đẹp, muốn cho chánh pháp trường tồn, muốn lợi ích thực sự cho người khác, như vậy thì mình phải tôn trọng và quý mến cái người mình dạy đó, cái người mình quen biết đó, mình chia sẻ đó, thì mình phải tôn trọng chính mình. Thì như vậy nó mới tốt đẹp và nó không có bị bể vụn trong tương lai. Cái từ Atta Nanh Chê Tattha Kariya Giáp Thanh Nhát Manusa Sati. Tattha là một cái trạng từ quan hệ, nghĩa của nó là như thế ấy hay là như vậy. Giáp thanh nhân bằng giáp tha anh nhá, anh nhân. Giáp tha là trạng từ quan hệ là như thế nào. Tát tha thì như thế ấy, mà giáp tha thì như thế nào ha. Rồi cái từ anusasati. Anu thì chúng ta biết là cái, nó chạy theo hay là đi theo sau, hay là cái sự hướng dẫn của, theo hay là kế. Căn của nó căn xa. Động từ nguyên mẫu của nó là sasati. Nghĩa của nó là chỉ dạy hay khuyên dạy hay hướng dẫn. Tiếp đầu ngữ của nó là anu, theo kế. Căn của nó là căn xa, dạy dỗ. Như vậy, cái người cha, người mẹ mà muốn dạy dỗ con của mình trở nên đức hạnh thì cái cử chỉ, cái hành động ở trong đời sống của mình phải là trong sáng. Chứ người cha mà rượu chè, cờ bạc, rồi là đàn điếm, chửi bới vợ con mà lại dạy đạo đức cho con mình
thì nó rất là lố bịch, rất là lố bịch. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Sudanto Vata Dumme Thác Atta Hi Kira Đút Đạm Mô. Cái từ Sudanto là Sudanta, căn của nó là căn đâm, tiếp độ ngữ của nó su hay là Sudati, nhưng mà ở đây chia theo quá khứ phân từ nên là nó chia nữa, nó trở thành Sudanto quá khứ phân từ thuộc Lam Tánh chia theo chủ cách, là tâm của người này đã khéo thuần thục, đã khéo thu thúc, đã khéo thu thúc, đã khéo chánh niệm. Ở cái từ chỗ này mà nói khéo kiểm soát thì là sai. Xin thưa quý vị rằng các pháp là vô ngã, không có một ai có thể kiểm soát được các pháp, mà các pháp chỉ có thể được hiểu và rồi nó diệt đi, là sự xả ly của tâm mà thôi. Ai nói rằng kiểm soát được các pháp, kiểm soát được tâm của mình, người đó không có hiểu gì về Phật Pháp cả. Người đó không có hiểu gì về Phật Pháp hết. Mọi thứ chỉ là những cái đốm sanh và diệt, không có ai kiểm soát được cái gì hết. Và cái gì nó còn duyên thì nó sanh, mà nó hết duyên thì nó phải diệt, nó không thể sanh lại được nữa. Chứ không phải là Đức Phật làm cho các pháp đừng có sanh ra, không có chuyện đó. Đức Phật không thể làm các pháp hữu vi đừng già, đừng bệnh, đừng chết, đừng sầu bi khổ u ai, không được. Nói chuyện đó. Đã nói rồi, nếu mà chúng ta ngay đầu tiên mà chúng ta không hiểu tất cả các pháp là vô ngã, thì cái sự kết thúc của chúng ta là tà kiến, chứ không thể nào là xả ly được. Được. Thì rất rõ ràng. Hiểu đúng thì kết quả đúng, còn mà hiểu sai thì không thể có kết quả đúng được. Rồi, cái từ tiếp đồng ngữ xú là khéo léo hay là tốt, đâm là thu thúc, kiểm soát, thuần thục, tức là chánh niệm nhạy bén vậy thôi. Vậy là chánh niệm nó trở lên, nó nhạy bén trong đời sống hàng ngày. Thế là các pháp vừa đến gặp gỡ, cái này chánh niệm đã có mặt rồi, hay là trí tuệ có mặt, ghi nhận thấy rõ biết rõ, đó gọi là thuần thục. Quát tá là một cái trạng từ, là thật vậy, dĩ nhiên, chắc chắn. Như vậy ngày nào mà chúng ta không để cho các pháp là tự nhiên, mà chúng ta chỉ nghe và dần dần khéo hướng tâm chân chánh về để thấy các pháp, thì chúng ta có tìm mọi cách, trí tuệ tứ niệm xứ cũng không thể nào sanh khởi được. Và thời buổi của chúng ta thì lại càng mất hút, và làm như có vẻ chúng ta tu rất là đông, rất là sung, cảm thấy như là Phật Pháp gọi là sao nhỉ, gọi là có vẻ như là hưng thịnh lắm. Nhưng mà thực sự thì cũng không có mấy ai hiểu được Phật Pháp với đúng cái lời dạy của Đức Phật để mà giác ngộ đâu. Và chúng ta cứ đi tìm cầu là mong kiếp này để giải thoát. Tại sao phải mong? Tại sao không hiểu ngay từ khoảnh khắc này? Cần gì phải mong cầu? Vì cái mong cầu là cái hoàn toàn chưa có tới, chỉ trong tưởng tượng, trong mơ. Như vậy cái mơ là cái không có thực, mà cứ mơ hoài thì ra ảo tưởng mà thôi. Và chúng ta đang sống cả ngày lẫn đêm trong ảo tưởng. Chỉ cần cầm cái ly mà bạn biết đây này chỉ có cái nóng, và cái tâm đang kinh nghiệm ở đó, mà không có cánh tay, không có cái ly ở đó, đó không phải là chánh niệm, đó không phải là trí tuệ, đó không phải là sự hiểu biết hay sao? Cái đó không phải là khó nhất ở trên đời này sao? Nhưng mà chúng ta quên mất nó, phải không?
Trên đời này không có cái gì ngoài những cái tứ đại và những cái kinh nghiệm chúng. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Dhammetha, căn của nó là căn tâm, động từ là có thể thuần phục, có thể tự mình điều phục, có thể tự mình kiểm soát. Atta chỉ cho danh từ năm tánh chủ cách, bản thân mình, bản thân mình, bản thân mình. Rồi cái từ Kira là một cái bất biến từ, là quả vậy, thật vậy, đúng là. Từ Duddhammo, nó là một cái nhóm từ nam tánh chia theo chủ cách, là khó thuần phục, khó kiểm soát, khó nhiếp phục, khó điều phục. Đú là khó, xấu. Dhamma là danh từ chúng tánh, việc kiểm soát, việc thuần phục. Như vậy tâm của chúng ta nè, Đức Phật dạy rồi hả? Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, nằm thay điều phục tâm, tâm điều ăn nạt đó. Rồi tâm này nó ẩn gì? Ẩn trong hang. Rất khó nhận biết. Và câu kệ này được Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là hãy tự làm cho mình. Hãy tự làm cho mình ở đây là sao? Là hãy tự mình phát triển pháp học cho nó đúng đắn, chi kiến cho đúng đắn, phát triển cái tùy thuận pháp hành trong đời sống cho nó đúng đắn, phát triển cái chánh niệm tỉnh giác về những cái thực tại này để xuyên thấu vào bản chất của nó. Chúng ta có cần phải đi tìm kiếm ở đâu không? Bây giờ đang có âm thanh nè, có cái nghe nè, có nóng, có lạnh nè. Nóng lạnh cũng là pháp vậy, không lẽ nóng lạnh nó không là pháp sao? Cái thấy cái nghe này nó không phải là ngũ uẩn sao? Nó không phải là đế, không phải là giới ư? Ồ, âm thanh này nó không phải là sắc giới sao? Cái nghe âm thanh này không phải là thinh giới sao? Cái nghe âm thanh này nó không vô thường sao? Nó không phải là do duyên sanh sao? À, nó đang ở đây nhưng mà chúng ta quên nó. Chúng ta luôn luôn quên về nó. Và các bạn đi tìm một con người, đi tìm một thế giới tái sanh. Hay là chúng ta hãy quay về để thấy được rằng là không có cái gì ngoài năm uẩn đang hiện diện, và rồi diệt đi lại một năm uẩn mới, lại sanh và diệt đi. Tương lai có ai tạo ra chúng được không? Hay là chỉ có các duyên của chúng lại tiếp tục tạo ra năm uẩn mới mà thôi? Và năm uẩn nào thì cũng vô thường, khổ và vô ngã. Hãy tự mình làm cho mình, tức là hãy tự mình vun bồi cái sự học hiểu lời dạy của Đức Phật, vun bồi cái sự an tịnh cho tâm và vun bồi cái trí tuệ. Vì trí tuệ của Đức Phật chắc chắn là chúng ta không có xài được. Nếu mà xài được thì bây giờ chúng tôi với quý vị đã giác ngộ lâu rồi. Chúng ta đọc hết kinh điển của Đức Phật rồi, không những đọc một lần mà đọc nhiều lần nữa. Nhưng mà đôi khi nhiều người cũng chỉ là, và chúng ta thậm chí là còn là đang là một cái con vẹt rất là lớn nữa, chứ không phải chuyện đùa. Nên là trí tuệ của Đức Phật là chắc chắn là Ngài dạy giáo pháp, và chúng ta phải đương vào lời dạy giáo pháp để cái trí tuệ tự thân của chúng ta thấy ra được các pháp từ nơi thân này. Để nó lương nhờ cái chỗ này, chính cái này chúng ta mới lương nhờ được thôi.
Chỉ có hiểu biết thực pháp ở trong đời sống, cuộc sống của chúng ta, chúng ta mới là cái nơi nương nhờ mà thôi. Và chính cái pháp đó thì nó tương ứng với lời dạy của Đức Phật. Như vậy là ai thấy pháp trong đời sống hàng ngày, người đó thấy Như Lai. Điều đó là chắc chắn rồi. Như vậy pháp của Đức Phật, thân thể của Ngài thì hoại diệt, nhưng mà pháp tứ thánh đế của Ngài thì chắc chắn là đưa đến bất tử. Lời dạy của Ngài là đưa đến bất tử. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người. Đương nhiên là mình dạy người, mình luôn luôn là mong người học trò hay là người bạn của mình hay là các cô, các bác, các anh, các chị của mình đều trở thành người tốt khi mình chia sẻ. Thì đời sống của mình tối thiểu mình cũng phải có một cái nền tảng nào đó hết sức là căn bản. Và đương nhiên rồi, cuộc sống này thì chúng ta phải biết là không có một ai hoàn hảo cả. Bởi vì phiền não nó không cho chúng ta như vậy. Chúng ta chỉ hoàn hảo ở những cái sát la thiện tâm của chính mình mà thôi, chứ không hoàn hảo ở chỗ người khác được. Người khác không bao giờ cho chúng ta hoàn hảo được. Chẳng qua là có một cái sự khen tặng nào đó một chút và chúng ta nghĩ rằng mình hoàn hảo, điều đó là sai. Tất cả chúng ta nó hoàn hảo chỉ trong khoảnh khắc thiện. Còn tất cả khoảnh khắc khác, khoảnh khắc của tham, của sân, của si, vân vân, không có ai hoàn hảo ở trong đó hết. Mà chúng ta cũng không nên làm người hoàn hảo, hãy nên làm người hiểu biết. Như vậy hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, tức là mình phải sống chân thật. Phải có giới hạn. Phải học và vun bồi đức hạnh và trí tuệ. Khéo tự điều, điều người. Tức là mình khéo điều phục những cái dục tham, những cái sân, những si, những cái ác pháp mà nó thô thiển, rồi dần dần nó đến vi tế. Điều người, tức là điều người ấy, tức là mình có thể chia sẻ, làm họ cởi bỏ những cái ý niệm về ngã. Khó thay tự điều phục, khó thay tự điều phục. Như vậy chúng ta thấy được rằng là rất rất là khó điều phục. Ngay như bản thân của tất cả các sư thì chỉ có một số ngài nè, cái kiếp này những cái thiện nghiệp của các ngài nó vượt lên thì chúng ta cảm thấy các ngài đức hạnh hơn nhiều chúng ta một chút thôi. Hoặc là có vị thì kiếp này là cái kiếp mà các ngài đắc thánh quả thì cái đó là tuyệt vời nhất. Nhưng mà phiền não của chúng ta thì nó như là biển cả, như nó ẩn tàng sau những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, nó kinh khủng lắm. Do vậy nó rất là khó điều phục. Rất là khó điều phục. Để chúng ta sống một cái đời sống nhàn nhã, có ăn có mặc thì chúng ta nghĩ rằng cái đó là mình dễ điều phục phiền não. Nhưng không phải đâu, tại nó chưa có cơ hội thôi thưa quý vị. Nhưng mà cái hay nhất là điều phục ở đây là gì? Là khi có phiền não, chúng ta hãy quan sát một cách hết sức tự nhiên về chúng, để thấy chúng chỉ là pháp do duyên mà sanh. Không có ai phiền não, không có tôi phiền não. Đó là một cái cách điều phục. Cái gì mà không có ý niệm về ngã thì nó không làm khổ mình, không làm khổ người.
và nó diệt đi một cách rất là mau chóng. Nó không có cái gì, không có thức ăn nào nữa để mà nó hủy hoại thân tâm của mình thêm nữa và người thêm nữa. Vậy cái ý niệm về ngã nó là cái mối hiểm họa nhất, mà nó thực sự do ảo tưởng thôi. Do vô minh tham ái nó che đậy những cái thực tánh pháp trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta luôn luôn bám vào những cái khái niệm, ý niệm nhà tôi, con tôi, của tôi thấy này kia vân vân, tôi thấy bà này không được, ông kia không được, người thầy này không được vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu dần ra trong đời sống hàng ngày, ôi đời sống chỉ có những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, mà cái thân thức nó kinh nghiệm. Đời sống chỉ có những cái đối tượng thị giác, cái thấy nó kinh nghiệm. Đời sống chỉ là những cái âm thanh vụn vặt, rồi nó sanh khởi, nó biến mất. Đời sống chỉ là cái chút vị, đời sống chỉ là cái chút mùi, nó thoảng qua mũi rồi nó biến mất. Rồi cái xúc sanh ra cái thọ, cái xúc cũng vô thường, thọ cũng vô thường. Thọ này vừa hỷ chút nữa, một cái thọ khác, cái xúc khác này sanh đã là cái thọ u rồi. Như vậy thì những cái pháp hữu vi này nó thật là rỗng không, là vô ngã, là vô nghĩa, là không đáng để bám víu, không đáng để mong cầu, không đáng để hình thành nên những cái bộ xương hôi thối, bệnh hoạn, chết chóc, tang thương, chia ly mà trong vô nghĩa này nữa. Mỗi một ngày chúng ta thức dậy mà chúng ta phải nuôi 4 con rắn, từ sáng đến chiều cho tới khi cho chúng đi ngủ, mà chúng ta cứ trao chăm 4 cái con rắn độc này, quý vị có thấy khủng khiếp không? Quý vị không thấy khủng khiếp sao? Không. Người ngu làm sao mà thấy cái sự khủng khiếp của nó được? Chỉ có người trí mới sợ hãi thôi, mới kinh cảm thôi. Nó thực sự là chúng ta cả một đời chúng ta phải lưng lưu và nuôi 4 con rắn độc. Đó là tứ đại, đất nước lửa gió, cái thân này. Không cho nó ăn, nó đói, nó quằn chúng ta cũng chết. Không cho nó uống, nó khát, nó quằn chúng ta cũng chết. Không cho che chắn cho nó ngủ, gió nó vào, nó quằn chúng ta cũng chết. Nó quằn sao? Nó quằn rồi nó than lên, rồi nó chấp thủ, rồi sao? Từ đó những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ác này nó phát ra, đúng không? Phải không? Nhưng mà chúng ta này đâu có tỉnh thức với nó đâu. Chúng ta nuôi nó bằng cách dục nữa, phải không? Cho nó ngủ, rồi cho nó sinh đẻ nữa chứ, đúng không? Đủ thứ hết. Cho nó ngủ, rồi cho nó sinh đẻ, cho nó ăn, cho nó mặc đẹp, rồi cho nó nhà lầu xe hơi, rồi cho nó những cái ánh mắt để đưa tình này kia, đủ thứ đủ loại hết. Nhưng mà nó vẫn là tứ đại 4 con rắn độc vô chi vô giác mà thôi. Và rồi nó sẽ trở thành thây, nó sẽ trở thành xác chết, trở thành thây ma bất cứ lúc nào. Nó chưa từng chiều theo ý của ai hết. Nên là hãy tự làm cho mình, tức là mình phải có pháp học, pháp hành, tinh thông và quán xét, có giới hạnh, có trí tuệ, bền bỉ lắng nghe diệu pháp của Đức Phật. Mình điều được, khi mà mình tự làm cho mình được, thì khi mà mình nói chuyện với những người xung quanh, những người học trò hay những người bạn, các cô, các chú, mình không có cảm thấy xấu hổ. Mình không có cảm thấy xấu hổ với Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng. Mặc dầu mình chưa chứng đạo thì mình cũng cảm thấy, mình cũng nhân duyên này, mình cũng không có hổ thẹn. Khéo tự điều, điều người.
khó thay tự điều phục. Chúng ta rất khó điều phục mình, chúng ta thích điều phục người khác cơ, đúng không? Chúng ta rất thích điều phục người khác, nhưng mà người trí thì không có. Người trí thì chỉ chia sẻ thôi, chia sẻ. Nên là mỗi khi chúng tôi chưa có chứng đắc đạo quả, mặc dầu hiểu được giáo pháp Đức Phật một phần nào về chân đế trong đời sống hàng ngày, nhưng mà vẫn cảm thấy rằng mỗi một ngày thức dậy mình cảm thấy thật là tệ, mình chưa xứng đáng là con của Đức Phật. Và giáo pháp này kiếp sau mình về đâu? Nếu mình không có hiểu diệu pháp này trôi năng trong sanh tử thì mình không biết được. Vậy chúng ta thấy tất cả các kiến thức đều mất đi, không có tồn tại đâu. Nhưng mà trí tuệ hiểu về thực pháp trong đời sống hàng ngày rồi thì không có ai có thể lấy đi được, vì đã có cái hiểu và đã có sự tích lũy. Khoảnh khắc này sẽ được tiếp tục truyền qua khoảnh khắc khác. Đó là sự thù diệu của giáo pháp. Nếu không có sự tích lũy đó, không có ai giác ngộ được cả. Mỗi khi chúng ta học pháp, chúng ta phải đưa nó về với sát ra hiện tại, xem là cái pháp này ngay trong hiện tại. Thì dần dần chúng ta mới thực sự là người con của Đức Phật, mới thực sự là chánh niệm, mới có được cái sự chánh niệm tỉnh giác. Khi mà chúng ta hiểu, từ đây chúng ta hiểu, đây chỉ là đối tượng thị giác, đây chỉ là đối tượng thị giác, đây chỉ là đối tượng thị giác, thì không cần phải ai nói cho chúng ta biết. Chúng ta không còn ai lừa chúng ta được nữa. Và chúng ta sẽ hiểu được à, thế giới của cái thấy thì chưa từng bao giờ gặp cái nghe trong vòng sanh tử luân hồi. Do vậy cái thấy không biết cái nghe không biết cái thấy. Như vậy nó có quen ai không? Các pháp nó có quen ai không? Chỉ có ý nghĩ nó suy nghĩ về đàn bà, đàn ông, người này, người kia mà thôi. Chứ cái thấy nó không suy nghĩ về đàn bà, đàn ông. Nó không biết cái nghe là gì, cái ngửi là gì, cái nếm là gì. Cái thấy nó chỉ biết đối tượng thị giác ở ngay khi chúng hiện khởi và rồi biến mất. Cái thấy nó không buồn, không vui, không giận, không hờn ai hết. Mà cái thấy cũng không có trí tuệ, không có chánh niệm. Mà đó chính là quả của nghiệp một tâm thức sanh khởi. Như vậy chúng ta thấy được chúng ta có làm phước báo đến bao nhiêu đi chăng nữa, rồi thì cũng chỉ là kinh nghiệm cái thấy, cái đối tượng được thấy, đó là quả vô nhân đó. Như vậy thì có phải là pháp vô vi, là khổ đau, là rỗng không luôn? Mà cái thấy nó kinh nghiệm cái gì? Chỉ là những cái màu sắc hoang tàn, đốm đốm, li ti, ghép lại của những cái tứ đại này, tứ đại kia. Và theo nghiệp duyên nó ẩn lên thì cái tứ đại này được gọi là tứ đại tốt đẹp, được gọi là quả thiện vô nhân. Đó, quả phước của chúng ta nó chỗ đó. Và thêm một cái quả phước đó thì là được tục sanh làm người hay chư thiên vậy thôi. Nên là các pháp hữu vi là khổ là như vậy. Chứ không phải là chúng ta tạo phước báo rồi để chúng ta trải nghiệm một cái gì hơn nữa trong cuộc đời này. Không có chuyện đó xảy ra. Cái thấy thì nó cũng không có biết ai nghèo, ai giàu. Không, nó chỉ không biết ai ốm, ai đau, ai bệnh tật gì. Nó chỉ thấy đối tượng thị giác thôi. Như vậy thì các bạn đã thấy bao nhiêu đối tượng thị giác rồi? Không đếm được phải không ạ? Vì mắt là biển sâu, đối tượng thị giác
là bào ảnh. Như vậy không có còn cái gì để mà chúng ta, khi chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta mới lột rõ được là không có một cái gì đó rồi lại hiện khởi, rồi lại biến mất, rồi lại có một cái gì đó hiện khởi rồi lại biến mất. Âm thanh cũng vậy, phải không ạ? Như vậy cái thấy nó hàng muôn triệu triệu, hàng muôn tỷ tỷ lần ở trong cái thấy trong vòng sanh tử luân hồi, nó cũng chưa từng gặp ai, quen ai, thân với ai, nó chỉ gặp cái đối tượng thị giác của nó ở ngay thời điểm đó, và rồi nó diệt đi mà thôi. Vì thế giới của nó là như vậy. Nên là thế giới của cái thấy hiện khởi thì thế giới hiện khởi, thế giới của cái thấy diệt đi là thế giới diệt đi. Như vậy không phải không có ai ở trong đó. Cái nghe, ngửi, đếm, xúc chạm cũng vậy. Và ngày nào thì các cái pháp này nó cũng hiện khởi theo duyên của nó, phải không ạ? Nó sờ sờ ra đây nè, có ai thấy nó đâu. Vô minh nó cả đống cả làng ở đây thôi. Chứ vô minh nó ở đâu đâu quý vị. Vô minh nó ở ngay sau cái thấy nghe ngửi nếm đụng của chúng ta. Ngay đây thôi. Rất rất là ngay đây. Và ngay đây nhưng mà nó làm cho chúng ta xa, xa đến biệt ngàn thâm tối của vòng trầm luân sanh tử. Không cho chúng ta tiệm cận với sắc lai hiện tại này. Và khi Đức Phật ra đời, Đức Phật trí tuệ của Ngài đã phá vỡ được cái vô minh và thấy ra, nên Đức Phật dạy cho chúng ta luôn luôn ở trong kinh hơn 150 bài, xin nhớ 125 bài thì phải, hơn nói về gì? Nói về mắt là vô thường, quẩn á. Như vậy chính là cái thấy là quẩn, chứ không phải cái gì là quẩn á. Cái nghe là quẩn, cái ngửi là quẩn, cái nếm là quẩn, tham sân si là quẩn. Cái cứng cái mềm mà chúng ta xúc chạm trong đời sống hàng ngày là quẩn, là xứ, là giới, là đế, chứ không phải là cái gì quẩn xứ giới đế nó ở đâu, không phải vậy. Và cái câu chuyện này thì nó ngắn thôi thưa quý vị. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, câu kệ pháp cú này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ngự tại Chê Ta Oa Lá Kỳ Đà Kỳ Viên Tự của ông trưởng giả Cốc Cô Độc. Và đề cập đến Ngài trưởng lão Patha Mikkanissa, tương truyền rằng trưởng lão Patha Mikkanissa Tích xá thì thọ vốn cái đề mục tham thiền nơi bậc đạo sư, rồi dẫn 500 vị tỳ khu vào rừng hành thiền. Và trưởng lão dạy rằng, này chư đạo hữu, quý vị đã may mắn được thọ trì cái đề mục thiền từ lời Đức Phật. Vậy quý vị hãy chuyên cần hành sa môn đi, hành sa môn pháp. Thì giáo hóa chúng tăng như vậy thì thế nhưng mà tôn giả này lại chính mình nằm ngủ vào canh đầu, các tỳ khu đi kinh hành, đến canh giữa thì vào tịnh xá, tịnh thất riêng, trưởng lão Patha Mikkanissa tỉnh giấc và đi đến chư tỳ kheo ấy quả chắc. Các vị trở vào tịnh thất với cái ý định sẽ ngủ hay sao? Hãy nhanh chóng trở ra hành pháp sa môn đi. Rồi tôn giả thì lại, khi nói như vậy, chư tăng đi ra hành tiếp. Rồi tôn giả lại chính mình đi vào tịnh thất và ngủ. Thì các tỳ khu đi kinh hành chọn cả canh giữa đến canh cuối mới trở vào tịnh thất. Và tôn giả lại thức giấc đi đến nơi các tỳ khu ấy và
dẫn các vị ấy ra khỏi cái tỉnh thất rồi tự mình trở vào lại ngủ tiếp. Rồi Tôn giả Pa Ha biết cách tích xá thường làm như thế, và chư tỳ kheo không thể học hỏi cái định tâm trên cái đề mục được, và tâm đã bị phóng dật nhiều. Và chư tỳ kheo bàn luận cùng nhau rằng là thầy A Xà Lê của chúng ta đã tinh tấn quá mức như thế, vậy chúng ta hãy dừng xem ngài như thế nào. Và thầy A Xà Lê đó của chúng ta đã tinh tấn nhìn như thế nào, thì khi mà các vị đã dừng thì khi biết rõ sự việc như thế thì các tỳ khu bàn luận với nhau: này các đạo hữu ơi, chúng ta bị tổn hại rồi, thầy A Xà Lê của chúng ta chỉ dạy chúng ta suông thôi, khi chính ngài này không có thực hành. Và trong số 500 vị tỳ khu vất vả đó thì chẳng có ai chứng được cái pháp thực nhân. Và mãn mùa an cư thì chư tỳ kheo trở về và ý kiến Đức Thế Tôn, được ngài tự thân đón tiếp thân hữu. Ngài phán hỏi rằng: này các tỳ khu, các thầy đã chuyên cần hành sa môn pháp phải chăng? Và chư tỳ kheo bạch trình lên Đức Thế Tôn mọi việc, và ngài dạy rằng là thật vậy, này các tỳ kheo, tỳ khu ấy chẳng phải chỉ làm tổn hại các thầy trong hiện tại, trong quá khứ y cũng đã từng như thế rồi. Và rồi theo lời thỉnh cầu của chư tỳ kheo, ngài thuyết giảng dạy rộng rãi về bổn sanh, và ngài tóm tắt bài kệ là Amata Amata Pitu Sang Vatthu Amma Chari Yat Ku Le Vatsang Na Yang Kanak Maka Nang Wa Afi Cha Mi Cha Mi Ti Kuk 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 Tô Ti. Không được cha mẹ nuôi lấng dạy dỗ, cư ngụ trong nhà thầy giáo của ta. Con gà trống này không biết rõ lúc nào là chánh thời và phi thời. Câu chuyện này thì chúng ta đọc ở trong bổn sanh ấy, có câu chuyện con gà đó ha. Và sau khi Đức Thế Tôn kết thúc cái câu chuyện bổn sanh con gà trống gáy phi thời này, thì bậc đạo sư mới kết luận rằng: này các vị khu, muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Người đã khéo dạy mình như thế mới đáng gọi là điều ngự. Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: Atta nan che tattha kariya yattha nyat manusa sati sudanto watta dame tha atta hi kira đút đạo mô. Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình thì hãy sửa mình rồi sau sửa người, và tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Chúng ta biết rằng cái thân hành á, cái thân hành nó vô cùng quan trọng. Cái thân hành nó nói lên, nó cũng là một cái sự dạy dỗ. Cái thân hành của một vị tỳ kheo đức hạnh á, thì nó là cái sự dạy dỗ tốt nhất, cái thân giáo á, cái thân giáo. Nhưng mà có đôi khi thì chúng ta biết rằng là có nhiều vị thì cái tướng nó xấu hay là đi xấu không vâng, nhưng mà cái thân giáo á, thì nó dễ làm cho người khác có đức tin hơn. Nhưng mà thường thường là cái thân giáo của chúng ta đó, trong nhiều đời thì nó có nhiều cái tiền khiên tật. Có đôi khi nhiều vị cũng rất là đức hạnh, nhưng mà cái thân giáo làm cho người khác, cái thân, cái cách đi đứng này kia làm cho cái người khác cũng không có đặt niềm tin nhiều. Nhưng mà những cái vị nào mà dáng người cao thanh tao này kia, nhẹ nhàng, cái thân giáo, mặc dầu cái vị trí tuệ của vị đó không có nhiều, nhưng mà cái vị đó cũng rất dễ độ những cái người Phật tử, làm cho họ có niềm tin. Nhưng mà cái điều tốt đẹp nhất là chúng ta biết là
muốn cho ai đó tốt đẹp, muốn cho cái người mình chia sẻ, mình mến, muốn đem lợi ích đến cho những cái người đó, thì trước nhất là hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người. Khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Khó thay tự điều phục. Và chúng ta biết là cái sức mạnh của phiền não thì nó kinh khủng lắm. Và cái ý niệm về ngã của chúng ta đó, nó vô cùng lớn. Ngày nào mà chúng ta không học hiểu đúng giáo pháp của Đức Phật thì cái này nó không rơi rụng được. Mà cái ý niệm về ngã nó còn thì chúng ta biết là rất khó để mà chúng ta điều phục được thân tâm này. Và qua bài kệ này thì Đức Phật đã dạy rồi ha, hãy trong giáo pháp của Như Lai hãy tự làm cho mình, tức là hãy tự mình đưa mình vào cái khuôn khổ học hiểu giáo pháp của Đức Phật, gìn giữ giới hạnh, thu thúc các căn. Sau đó rồi nếu có ai có duyên lành thì mình chia sẻ chánh pháp, rồi khéo tự điều mình, tức là khéo điều mình trong cái ăn uống cử chỉ, khéo làm cho thân khẩu ý của mình khi giao tiếp này kia đều phát triển được cái sự chánh niệm tỉnh giác. Điều người khó thay tự điều phục. Như vậy là chúng ta có thể chúng ta dạy dỗ người khác, trên này chúng ta nói rất là hay cả tiếng đồng hồ, nhưng mà ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì vô cùng là bê bối, vô cùng là bê bối. Và cái này nó rất là nhiều. Vì sao vậy? Vì đó cũng là trò chơi của phiền não thôi. Vì chúng ta chưa thực sự thấy được lời dạy của Đức Phật nó cao quý, nó thâm sâu, và chưa thực sự thấy nguy hại của phiền não, và chưa thực sự thấy cái hương vị của pháp chân đế. Do đó mà cái chuyện này nó là chuyện thường lắm, thưa quý vị, chuyện thường lắm. Và chúng ta thấy rất rất nhiều vị thuyết pháp rất giỏi, rất nổi tiếng, nhưng mà chắc chắn một điều là thân tâm chưa có một cái ngọn lửa nào để le lói, để báo. Cái người người hiểu biết người ta nói cái vị đó chưa có một cái chút nào, có một cái ngọn lửa nào le lói ở trong tâm mà bắt đầu đi vào con đường tứ niệm xứ. Vì con đường tứ niệm xứ các bạn phải trang bị đầy đủ các yếu tố của nó mới vào được. Nên là còn các bạn đi chật đường của nó là bẻ gãy hết. Cái pháp tứ niệm xứ này, con đường bát chánh đạo này nó đặc biệt lắm. Nó không có chứa tử thi và nó không có chứa cái người bất thiện, cái người tham dục cấu uế càng ngày càng cấu uế ở đây. Do đó mà chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, càng các bà xuất sanh, ngạ quỷ phi nhân, Atula Diêm Chúa, và kính chư phước lành đến tất cả đạo hữu Phật tử với cô tu nữ ở gần ở xa. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Phước lành này có nguyện là nhân là duyên và thành tựu đạo quả và nâng đỡ đời sống của con giàu bằng bất cứ hoàn cảnh nào, được chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Vì sanh tử luân hồi là khổ đau, vì chỉ có lời dạy của Đức Thế Tôn mới chấm dứt được sanh tử luân hồi. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay.
cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bằng vật thực sắp bằng mang gà lăng rạc khăn tư sắp bê đê đê vật tạch bùn bùn đê hàn tư tê bằng tư sắp bê đê vật tạch sắp bằng hàm ma nữ phá quê nê sà đá sà thị quân tư rạc khăn tư sắp bê đê vật tạch sắp bằng thăng khá nữ phá quê nê sà đá sà thị phong tư tê tất cả phương mình có đến người thiên hậu trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, cái hạnh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Yane wata samti vihara wa sine pupe gare bodhi gare tahin tahin ta thamma da de na pa wan tu bu chi ta sot thiên karon te tha vihara mang da le he ra cha map cha na wa ka cha vikha vo sarami ka dana pati u